Kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu con khỉ đột. Và con tinh tinh. Chơi đi các bạn. Đàn guitar. Cái không? Con vòn. Mình cứ đá xong đi mà. Bây giờ mình sẽ tiếp cái đá xong mà. Bây giờ mình sẽ im cho này. Im thì chưa các bạn. Mình sẽ đi giảm đi nhé. Cách xong rồi các bạn, mình sẽ lấy chiếc giảm đi theo mọi người. Chào các bạn, mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và bắt đầu mình tô con voi. Con thần lần. Bây giờ mình sẽ viết tên nha các bạn ơi.
con rắn. Con lợn. Con lạc đà. Xin chào các bạn, mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả.